Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Block Root nha mọi người. Thì cũng như mình đã nói thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái video về trái quỷ giữa hai cái skin của mình. Một là cái skin mà mấy bạn thấy của mình, mà một cái skin là mình lâu lâu mình mới đem ra, đó là skin Lully của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm về trái quỷ. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên là cái skin bộ đồ, cái áo chủ tịch và cái quần bác tô. Thì chúng ta sẽ có đi lượm hai trái quỷ, random một trái quỷ và đánh một cái hải tặc trên biển nha mọi người, tổng cộng sẽ là 4. Và sau đó chúng ta sẽ đổi về cái skin kia và chúng ta cũng làm y chang như vậy luôn. Để xem thử coi ở giữa hai cái skin này thì cái nào thì nó sẽ đem lại trái quỷ xịn sò hơn cho mình ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi random. Ok, cái gì vậy, sao lại chui vô đây? Đầu tiên chúng ta sẽ đi random nha mọi người, chúng ta sẽ đến với cái pháo đài trên biển. Cái gì vậy, sao không đi được? Lag ơi, trời đất ơi, để mình tắt cái anti đã mọi người ạ. Mình sẽ đến cái ok, mình phải xích xích ba bên kia mới được mọi người, xíu nữa mình qua bên kia mình xích ba mới được nữa. Và để coi coi về cái vấn đề râu đen thì mọi người đã biết rồi, cái skin này ngon hơn. Còn cái vấn đề về trái quỷ thì hiện tại là cái skin kia nó đang gọi là cảm giác ngon hơn. Nhưng mà ngày hôm nay mới là chính thức của gọi là cuộc so sánh giữa hai cái skin này coi như thế nào nha mọi người. Coi thử coi cái kia nó có ăn được về cái phần trái quỷ hay không ha. Thì chắc là mình sẽ set bar trước đã. Set bar ở đây. Chúng ta sẽ đi random nha. Random trước. À, để coi coi. Random. Coi skin, cái skin này như thế nào nha mọi người. Random nè. What the fuck? Cái tơ mọi người, cái này có cắt vào được hay không nhờ? Cái tơ, vậy là đầu tiên random của cái skin này là cái tơ nha mọi người, cái tơ. Ngon luôn, cắt được không? Ừ, cắt không được rồi, cắt không được rồi, mình gọi là đã vậy thôi chắc mình sẽ bỏ đây, mình sẽ bỏ đây để tổng cộng hết cái skin này có tìm được cái gì. Xong chúng ta sẽ chuyển qua skin kia ha. Đầu tiên là cái tơ để random. À được, bây giờ chúng ta sẽ chờ cái trái quỷ đầu tiên nó xuất hiện để coi thử coi cái skin này sẽ lượm được cái trái quỷ gì đầu tiên nhé mọi người. Rồi, trái quỷ đầu tiên nó là xuất hiện rồi nhé mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lượm cái trái quỷ này coi thử coi trái đầu tiên của cái nick của mình sẽ là trái gì đó? Của cái skin này chứ lộn, cái skin cái áo chỗ thật với cái quần của bác tô, coi ra cái trái gì nhé mọi người. Thì lượm xong rồi chúng ta sẽ đến cái như là lượm xong rồi là gì đến gì ta, hình như là mình đến đâm chưa nhờ, mình chả nhớ nữa. Để giờ mình đi lượm trước đi rồi mình tính tiếp nha mọi người. Mình cái đầu óc mình dạo này nó hơi nó ấy ấy xíu mọi người thông cảm nha. Hãy coi thử coi chắc là nãy là tôi lên đâm rồi nhờ, không biết nữa mà thôi giờ đi lượm trước đi, đi lượm trước đi. Hãy coi thử coi là cái gì đây. Ui giời ơi, trời sao cái skin ngày hôm nay, cái skin này ngày hôm nay nó sao sao vậy ta, nó hên dữ vậy ta. Được, lắm luôn, đem về mọi người ơi, chúng ta sẽ đem trái phượng hoàng này về nhé. Hình như là mình đã đâm rồi, đúng rồi, mình đã đâm rồi. Trời ơi, cái gì mà hồi nãy nó đâm được cái tơ, đúng rồi, hồi nãy mình đã đâm được cái tơ, còn bây giờ ra trái phượng hoàng. Nhưng mà mình sẽ không gọi là không cắt vào vỏ nha mọi người, mình sẽ đem mình để cho đó xíu nữa, mình sẽ chụp hình và mình sẽ tổng kết lại cái skin này được cái gì. Xong sẽ đến cái skin kia sẽ được cái gì, đó, hai trái này xíu nữa không biết cái skin kia làm lại không á chứ. Ôi giời ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi cái hải tặc trên biển nha. Rồi, hải tặc trên biển xuất hiện luôn mọi người ơi. Tôi sẽ lấy cái trái Phật tổ ra tôi quýnh cho nó nhanh nha mọi người, để xem coi chúng ta sẽ được cái gọi là cái trái quỷ gì đây. Xong cái này thì chúng ta sẽ đến cái là chờ trái quỷ nó xuất hiện thêm một lần nữa, xong rồi mình sẽ đánh cái trái quỷ vậy là mình sẽ lượm cái trái quỷ đó bằng cái skin này một lần nữa. Xong chúng ta phải chuyển skin nha mọi người, chuyển qua cái skin Loli của tôi để xem coi ngày hôm nay chúng ta gọi là cái skin nào nó sẽ chiến thắng về cái phần trái quỷ đây. Còn về râu đen thì mọi người biết rồi đó, mà biết cái skin nào chiến thắng rồi đó. Bữa nay mà cái skin cái skin áo chủ tịch với cái quần Beto mà nó lại may mắn nữa thì chắc là mai mốt mà tôi đụng tới skin Loli chia chắc mấy ông chửi tôi chết nữa. Nó kêu skin này xui, chơi có ra gì đâu chứ làm gì nữa, chết luôn. Rồi, để coi là trái gì nha. Ui giời ơi, cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện một trái gai cho tôi mọi người ơi. Một trái gai cho tôi rồi. Không sao mọi người, chúng ta có một trái phượng hoàng, một trái tơ thì đương nhiên nó phải bù vào cái trái gì cùi cùi rồi. Bây giờ trái quỷ tiếp theo đã xuất hiện rồi mọi người à.
Thì để coi coi cái trái quỷ cuối cùng của cái skin này là trái gì nhé mọi người. Thì nó sẽ nằm ở bên cái đảo nào đây? Để tôi đi tìm nó. À đây 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 đây. Cái đảo này luôn, ngay chỗ này luôn mọi người à. Hy vọng là sẽ là trái cuối cùng nó sẽ là cái gì nó phải xịn sò hơn một xíu. Ồ, trái chỉ là một cái trái ác quỷ bình thường thôi mọi người ơi. Trái của rồng đen. Cây của rồng đen thì mọi người biết rồi đó, tuy là VIP thì VIP thiệt đấy, nhưng mà nó cũng dạng như dùng được thôi, chứ cũng không phải gọi là ghê quá ghê gớm. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ hót ra và mình chụp cái tấm ảnh với cái ba bốn cái trái này xong rồi mình sẽ hót ra mình đổi qua cái skin kia nhé mọi người. Mình sẽ đổi qua cái bộ đồ loli kia nhé. Đổi qua bộ đồ loli kia là chắc là cũng ổn máy hấp rồi đấy. Đổi qua đồ loli kia chắc cũng được chứ, coi thử coi nó có ngon hơn hay không nhé mọi người. Đó, mình ăn cái này vô luôn để cho đồ đừng có tiếc nuối đúng không. Mấy cái này thì cái nào cắt cho được thì mình cắt, chắc mình cắt cái này vô thôi. Cái kia chắc là không cắt cho được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái màn hình lên, xong chúng ta sẽ đi thay skin kia, xong chúng ta sẽ đổi qua cái con cosplay loli bạc tham nhé mọi người. Tắt mấy cái này hết đi. Đấy, tắt đi, tắt đi, tắt hết. Xong mặc cái bộ đồ loli của tôi vô. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6. Đấy, mỗi lần thay skin nó cũng cực lắm cho mọi người. Tại nó nhiều mà, nhiều mỗi lần nhiều thay nó hơi cực đấy. Mỗi lần nhiều thay cũng cực khổ chứ bộ. Đâu phải mọi người là thấy bỏ robot ra, hết rồi, hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho anh vô server lại nha. Cho anh vô thì chắc là đã random được rồi đấy. Cũng như mà là của cái skin kia thôi. Một cái random. Hai lụm hai cái và đánh cái hải tặc trên biển một trái nha mọi người. Cái skin này tôi nghĩ chắc khả năng cao ngày hôm nay chắc là làm không lại cái skin kia rồi mọi người ơi. Skin kia cái gì mà nào là tơ, nào là phượng hoàng, cái thứ cái này ít nhất là phải ra cái trái nào đó phải trên 2m, xong rồi kiểu có một trái nào đó trên 1m nữa thì thời mai mới bù lại được. Chứ mà ra mấy cái trái bình thường kiểu lửa băng râu đen này kia là không lại rồi. Tại vì cái skin kia tới hai trái lận. Để xem nhé mọi người, để xem bây giờ mình random được nè. Mình sẽ random nha. Mình random trước xong rồi chúng ta lại tiếp tục chờ đi lại lụm và cái kia. Ôi giời ơi, trái băng mọi người ơi. Trái đầu tiên thì cho chúng ta cho nó là bằng cái râu đen đi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chờ nhá. Rồi, cái quỷ xuất hiện nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi lượm nha. Thì coi đi lượm coi nó có bù được gì không. Hồi nãy là lượm, hồi nãy nó, cái skin kia là lượm được trái phượng hoàng ấy. Một trái phượng hoàng, một trái râu đen. Còn cái này thì bây giờ chúng ta sẽ lượm được cái gì đây. Tôi sẽ làm Spider-Man. Hồi nãy tôi đang ăn cái Spider-Man đó mọi người ạ. À. Ăn cái tơ làm Spider-Man nè. Làm ơn cho con loli này, nó gọi là cũng được có tí tiếng để lần sau mọi người không cho tôi dùng cái skin này nữa chứ. Mà ra cái trái quỷ gì cùi quá, lần sau chắc mấy ông không cho tôi đụng vô cái skin này chết luôn á. 6-700 rubet của tôi đấy mọi người à. 6-700 rubet mới đổi được, mới mua được một cái bộ đồ như thế này đấy, đâu phải rẻ đâu mọi người à. Cuối cùng thì tôi cũng làm Spider-Man tới nơi rồi. Hình như là nằm bên kia lần là... để tôi đu dây qua nhé mọi người. Spider-Man đu dây qua coi trái thứ hai là cái gì nha. Hình như ui giời ơi, lò xo luôn mà. Thôi trái lò xo này thì chúng ta sẽ cho nó là bằng trái lò xo này chúng ta sẽ cho nó bằng trái gai nha mọi người. Đó thì cũng ngang ngửa ra rồi đấy, cũng ngang ngửa ra rồi đấy mọi người. Cũng gọi là chưa có cái gì thua thiệt nhau nha. Đấy, hai trái này thì cho nó ngang nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đến trái thứ ba thì chúng ta mới xác định được là cái ăn thua là ở cái trái thứ ba nè. Ăn thua là mới ở cái trái thứ ba nè mọi người, chứ hai trái đầu tiên này thì chắc là cũng không sao. Thì coi trái thứ ba là trái đánh trái thứ ba là trái gì ta, đánh hải tặc trên biển nha mọi người. Không có bán cái gì hết, giờ này chả có gì bán hết. Nó làm clip này lúc 4 giờ sáng nha mọi người. Bây giờ tôi hay làm clip 4 giờ sáng lắm. Đây rồi, hải tặc trên biển, hóa Phật tổ, loli Phật tổ. Loli Phật tổ cầm móng vuốt mèo cào vào các thứ cho mọi người coi này. Không biết là kỳ này thì chúng ta gọi là có ra được cái trái nào đó mà gọi là phải lấy lại cái danh tiếng cho cái
cái sự kiện 600 Robert tôi quảng cáo lúc nào cũng ra gọi là ra trái xịn để tôi đứng xíu xíu cho nó quýnh quào quào tôi cho tôi xong rồi tôi đánh cho nó dễ dãi dễ ra trái xịn nha mọi người. À dạ trời ơi cái gì vậy, cái gì mà choẹt quá vậy, chết rồi chạy hộp rồi mọi người, chạy hộp là không ra trái gì xịn rồi đó. Giờ phải trái gì trên 2M nha, cái gì trên 2M thì hồi mai chúng ta mới gỡ ghẻ là được, gỡ ghẹt là được chứ không mà chịu rồi. Gì 2M hay không? Không mod. Ui giời ơi, đó lại là như thế cái bâu mọi người ơi. Quá là được luôn đó chứ. Rồi cái trái này thì chúng ta cho nó là bằng cái gì cái Phượng Hoàng rồi đấy, cái Phượng Hoàng có 18 thôi, trái này 23. Đấy phải gọi là nó hơn luôn đó chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ tới cái trái đây. Đợi luôn. Cái quỷ cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ đi lượm trái quỷ cuối cùng nha mọi người. Trái quỷ cuối cùng là trái tơ. Không biết là cái này bây giờ chúng ta sẽ lượm được trái gì đây. Hy vọng là một cái trái gì đó nó cũng có giá trị sử dụng một xíu cho nên chúng ta mới không gọi là không có thua chứ mà ra trái cùi quá mấy ông kêu nó thua luôn chắc chết quá. Đây. Ui trái Pika mọi người ơi. Thì trái Pika với trái tơ thiệt sự ra thì trái Pika có giá trị sử dụng hơn đó mọi người à. Đấy mọi người thấy không, con Loli nó cũng đâu có thua thiệt gì đâu. Nó đây là tất cả những gì tôi đã lượm được từ cái con Loli này. Trái Pika, trái bầu và trái băng và trái lò xo. Đấy thì sau khi coi xong thì mọi người coi thử cái skin nào chiến thắng về cái vấn đề gọi là đi lượm trái quỷ này kia nhé mọi người. Chắc là mình cũng sẽ kết thúc cái video này luôn. Cũng cảm ơn mọi người luôn ha. Hẹn mọi người những video sau luôn. Trời ơi tôi bình luận hơi liếu lửng xíu mọi người ạ. Bye bye mọi người nha.